Thưa quý vị, trong bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng tới ghé thăm mái chùa Kỳ Quang 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có một vị hòa thượng vừa làm thầy, vừa làm cha, làm mẹ. Mấy chục năm qua, hòa thượng Thích Thiện Chiếu là người đã cưu mang, tạo ra một gia đình lớn cho hàng trăm em nhỏ bị bỏ rơi. Tiếng khóc của những sinh linh bé nhỏ mới chào đời là niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Thế nhưng có những tiếng khóc chẳng mang lại niềm vui. Những tiếng khóc tìm về nơi cửa Phật để được vỗ về. Thấy có một bé bỏ tại chỗ tam quan của chùa Kỳ Quang. Người kia, còn ai đem bỏ chùa này nhân duyên hạnh ngộ duyên thầy thầy nuôi. Tại mái chùa này, kể từ năm 1994, hàng trăm em nhỏ bị bỏ rơi đã được sư thầy Thích Thiện Chiếu cưu mang chăm sóc. Đứa bé mà đầu tiên mà sinh ra đó thì nó cần, rất cần cái bàn tay, nó cần cái tình thương, nó cần cái ấm của bà mẹ. Cho nên thầy học cách làm cha, học cách làm mẹ để mà chăm sóc các con thơ của mình, để mà được sống được thành người. Mỗi ngày, người cha mang trên mình chiếc áo cà sa này đều dành phần lớn thời gian cho những đứa con bé nhỏ của mình. Từ những em bé thiếu cân hay ốm yếu bị bỏ rơi đều trở nên trắng hồng và bụ bẫm. Tại đây, mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều được thầy hết mực yêu thương và đặt cho những cái tên rất đẹp. Bé này là Ngọc Kiều Nữ, hôm nay được là 4 tháng tuổi rồi. Ngọc Kiều Nữ có nghĩa là một người nữ mà đẹp, có cái gì đặc biệt lắm. Còn tôi không có bàn tay, ai thương ai giúp, ngại dài mang ơn. Em nào cũng đối với thầy là thiên thần trong cuộc đời của thầy. Hơn 220 em nhỏ với đủ độ tuổi khác nhau được thầy chia ra chăm sóc trong từng phòng và luôn cố gắng dành thời gian mỗi ngày để ở bên vui chơi với các em. Cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Sư thầy Thích Thiện Chiếu gọi đây là chiếc thuyền hạnh phúc, thầy dùng để chở những đứa con của mình đến với bến bờ của yêu thương. Gần được như trẻ thơ thì không có cái điều nào mà có thể tốt hơn được. Chúng tôi thấy mình như là nhỏ lại. Và cảm ơn các con nha, nhà có các con mà cha nhận được điều hạnh phúc này. Thế nhưng mỗi năm, dường như chiếc thuyền ấy lại nặng hơn bởi những đứa con của sư thầy ngày càng khôn lớn và càng đông hơn. Hết nổi rồi! Hết nổi rồi! Thật may, thầy có những người trợ giúp. Đó là những bảo mẫu, là người bảo vệ, là những nhà hảo tâm thường xuyên ghé thăm và dành tình yêu thương cho các em. Tôi đến đây là được 20 năm rồi. Thương các em, mình giúp cho các em vậy. Định nghỉ lâu rồi, thấy một cái gì đó, mình thấy cũng có cái duyên ở đây. Cứ thế, những đứa trẻ được lớn lên, đi học trong tình yêu thương của mọi người và trở thành những đứa trẻ hạnh phúc. Thầy có nói là hai đứa chỉ có nhỏ xíu à. Một đứa 1,2 kg, một đứa 1,4 kg. Bỏ ở là SOS á. Thầy không biết sống hay chết nhưng mà thầy vẫn luôn. Khi em sống ở mái chùa quanh ngày, em cảm thấy rất là đầy đủ. Từ cái ăn, cái mặc, thiếu thốn cái gì là thầy đều cung cấp cho hết. Em có dự định là học giỏi thể dục thể thao để dạy lại cho các bé bơi lội hay võ thuật gì đó. Anh lớn trưởng thành chăm sóc lại các em bé. Cứ thế, các em cùng nhau tạo nên một ngôi chùa tràn ngập tình yêu thương. Thầy tin chắc rằng không có bà mẹ nào bỏ con. Chẳng qua là do cái hoàn cảnh, các con cũng phải có niềm tin, cầu nguyện thế nào sau này có con dành ra được thật cha mẹ của mình để tỏ là cảm ơn cha mẹ. Con mới được như thế này, con mới làm người như thế này. Từ mái chùa Kỳ Quang, hàng trăm em nhỏ đã khôn lớn, đủ lông, đủ cánh để bay đến với những chân trời riêng của cuộc đời. Yêu thương là phép màu kỳ diệu nhất,
hóa giải mọi nỗi đau trên đời. Đó là lời mà người cha đặc biệt căn dặn các em trên đường đời. Di dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lèo gặp mà gần khó đi cha dắt con đi, con đi trường học cha tôi.